Các bạn muốn kiếm tiền trên app online uy tín 100%, dành vào chơi không cần bỏ vốn, thì các bạn có thể qua kênh DVO kiếm tiền online tham khảo, cũng như là xem những video bạn ấy chia sẻ và hướng dẫn cách chơi. Link kênh mình có để dưới phần bình luận và mô tả của video này. Xin chân thành cảm ơn các bạn. Ở tập trước, Linh Bảo Thiên Tôn đã sử dụng Huyễn Quang Tiễn bắn về phía Thiên Tôn. Huyễn Quang Tiễn không làm gì được Thiên Tôn nhưng có thể làm ông ta yếu đi. Những mũi Huyễn Quang Tên bay tới bắn thẳng vào ngực Thiên Tôn. Thiên Tôn lúc này gồng người, ông ta nói: "Quá ngây thơ, cô có thể thắng ta thì đã thắng 10.000 năm trước rồi, còn phải đợi đến hôm nay. Cô vốn kìm không được ta." Ngay lúc này Đạo Đức Thiên Tôn cũng xuất hiện nói: "No no, Nguyên Thủy Lão Huynh, lần này có thêm Lão Phu, câu chuyện có thể sẽ khác đi. Người thật hứa, làm việc lại phách lối, ta không thể không ra tay." Đạo Đức Thiên Tôn lao tới, dùng tay tung ra một quyền thẳng vào đầu Thiên Tôn. Một vụ nổ lớn ánh sáng xuất hiện lan tỏa khắp cả bỉ ngạn. Đạo Đức Thiên Tôn nói: "Đừng vùng vẫy nữa, quy phục dưới đạo quân uy lệnh phù của Lão Phu đi, phong ấn nào." Lúc này trên tay và chân của Thiên Tôn đã xuất hiện những vòng sáng phong ấn. Đạo Đức Thiên Tôn đánh bay Nguyên Thủy Thiên Tôn, khiến ông ta ngã xuống. Nguyên Thủy Thiên Tôn ngã xuống đất liền nói: "Sức mạnh của ta đã biến mất, trừ gồng cùng đáng ghét này. Thái Thượng Lão Quân, đây là chuyện của ta và Linh Bảo, ai mượn ông nhúng tay?" Đạo Đức Thiên Tôn nói: "Không hề nhé, chuyện năm xưa là chuyện của cả ba người. Lão Phu là người làm chứng, không phải để trưng. Chỉ cần ai gây sự, Lão Phu sẽ xuất hiện, chủ trì công đạo." Nguyên Thủy Thiên Tôn hét: "Đây là chiến đấu thì không có công đạo, chỉ có chiến, ông giúp cô ta thì công bằng ở đâu?" Linh Bảo Thiên Tôn dừng cung rồi nói: "Thái Thượng Lão Quân, không cần nói nhiều với hắn làm gì. Ta với ông hợp sức lại trừ khử tên đầu sỏ có mọi sự ác độc này, để thiên giới từ đây sóng yên biển lặng." Rồi cô bắn tên thẳng về phía Nguyên Thủy Thiên Tôn. Ngay lúc nguy cấp, Đạo Đức Thiên Tôn đã ra tay đón đỡ mũi huyễn tiễn này cho Nguyên Thủy. Đạo Đức nói: "Linh Bảo, cớ sao phải đuổi cùng giết tận thấy chứ?" Linh Bảo nói: "Đạo Đức, ông làm cái gì thế?" Đạo Đức Thiên Tôn nói: "Lão Phu chỉ góp sức áp chế, chứ không nói giết hắn." Linh Bảo Thiên Tôn nói: "Ông quên rồi sao, những chuyện mà hắn đã gây ra cho chúng ta biết bao nhiêu năm qua, đây là cơ hội hiếm có, sẽ không có lần nào, hắn phải chết." Đạo Đức Thiên Tôn nói: "Cô cũng quên rồi sao, chúng ta là ba vị thần đến thế giới cùng lúc với nhau, chúng ta tượng trưng cho những giá trị cao, tự có cuộc đời của mình. Hắn làm điều xấu là do thiên tính, chứ thực ra hắn không muốn, không có nghĩa là hắn sai. Lão Phu tin chắc rằng chỉ cần giúp hắn thông suốt, sẽ có một ngày có thể khiến hắn hiểu được chân thiện mỹ của thế gian." Linh Bảo nói: "Tới giờ phút này rồi mà ông còn nói vậy, cũng như nãy hắn nói, nếu ông có thể dạy dỗ được hắn thì 10.000 năm trước đã làm được rồi, việc gì phải đợi đến ngày hôm nay." Đạo Đức Thiên Tôn nói: "Lão Phu tin chắc rằng cho dù tội nghiệp có nặng đến thế nào cũng không nên giết bỏ, ai có tư cách lấy đi mạng sống của người khác." Ngay lúc này có tiếng khóc vang lên, Đạo Đức Thiên Tôn nhìn xuống thì thấy đó là Vô Tâm. Hắn nói: "Cứu ta với, Thái Thượng Lão Quân, xin ông hãy cứu ta, ta không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng ta không muốn chết, thực sự không muốn chết." Đạo Đức Thiên Tôn tiến tới nói: "Vô Tâm, ngươi đã làm sai quá nhiều, Lão Phu khó mà đỡ lời giúp ngươi, ngươi có gì biện minh?" Vô Tâm nói: "Không phải do ta làm, ta không biết gì cả." Đạo Đức nói: "Linh Bảo nhìn xem, hắn vô tội, còn khóc tới vậy nữa. Ai nỡ nhẫn tâm gây thêm tổn thương cho một đứa bé tội nghiệp như vậy chứ, hắn chỉ là một thằng trẻ trâu." Linh Bảo lao tới nói: "Thái Thượng Lão Quân, ta chịu ông đủ rồi, nếu ông không muốn làm bẩn tay mình thì né qua một bên, coi như không thấy gì hết. Giết Nguyên Thủy Thiên Tôn cứ giao cho ta." Đạo Đức Thiên Tôn nói: "Ta tuyệt đối không cho cô giết người vô tội." Ông xuất ra Đạo Đức Tường Thành. Linh Bảo lao tới chém nát tường thành rồi đánh bay Đạo Đức Thiên Tôn. Cô lao tới vùng ba thanh đoản kiếm đâm thẳng vào cơ thể Vô Tâm. Hắn khóc lóc nói: "Đừng mà, thả mạng." Thế Đạo Đức lao tới vùng ra những lông chim lao tới tấn công. Linh Bảo giơ khiêng đón đỡ, cô không chần chừ. Trên tay thanh đoản kiếm xuất ra Diễm Nhậm kiếm, thanh kiếm bắt đầu bốc cháy đang thiêu đốt cơ thể của Vô Tâm. Thế Đạo Đức Thiên Tôn lao tới, Linh Bảo hét lớn: "Đạo Đức Thiên Tôn, hãy tin ta lần này đi." Đạo Đức Thiên Tôn lao tới hét: "Linh Bảo, chẳng lẽ để đánh bại ác quỷ, chính chúng ta cũng phải biến mình thành ác ma sao? Chúng ta là những vị thần đã tu hành cả ngàn năm." Phía dưới Vô Tâm vẫn đang khóc lóc cầu cứu Đạo Đức Thiên Tôn. Đạo Đức thấy thế, ông liền giải trừ đạo quân uy lệnh phù trên tay Vô Tâm. Ngay khi đạo quân uy lệnh phù được giải trừ, Nguyên Thủy Thiên Tôn đã tung ra một đấm xuyên cơ thể Linh Bảo Thiên Tôn, khiến cô ta hộc máu. Nguyên Thủy dùng lực xoay một vòng đấm thẳng Linh Bảo xuống đất, rồi hắn há mồm bắt đầu ăn thịt Linh Bảo Thiên Tôn. Đạo Đức Thiên Tôn tiến tới ngăn cản nhưng đã không kịp, Linh Bảo Thiên Tôn đã bị Nguyên Thủy Thiên Tôn hút cạn máu, Linh Bảo Thiên Tôn đã hoàn toàn chết đi. Đạo Đức khóc lóc nói:
tên ma đầu hết thuốc chữa nhà ngươi, từ nay về sau lão phu và ngươi không đội trời chung. Nguyên Thủy Thiên Tôn tiến tới nói, sao muốn giết ta, tới đi không cần đợi, sao không làm được à? Ông chỉ biết nói chứ không làm, ta đây đã biết từ lâu, ta vẫn còn chuyện phải làm, ta đi trước đây. Đạo Đức nói, tại sao ngươi không giết ta luôn đi cho xong? Nguyên Thủy Thiên Tôn nói, tại sao ta không giết ông? Nực cười, ông nghiêm khắc với sự lương thiện, bao dung cái ác, chỉ cần đứng được trên đỉnh của đạo đức mà tự cảm thấy tốt, có thể mặc kệ người khác chịu khổ. Ông là người bạn tốt nhất của ta, sao ta lại giết ông được chứ? Ở phía dưới chiến trường, ba tên ám ảnh đã bị Thiên Tôn đánh bại, chúng nằm dưới đất nói, thật nực cười, Thái Thượng Lão Quân và Linh Bảo Thiên Tôn trong Tam Thanh hợp sức, tưởng rằng sẽ khống chế được Nguyên Thủy Thiên Tôn, kết quả cuối cùng lại thảm hại chẳng thua kém gì chúng ta. Thiên Tôn là sự hoàn mỹ, không từ bất kể thủ đoạn, không suy nghĩ quá nhiều, hai vị Thiên Tôn khác không bao giờ bằng được, tự chuốc lấy nhục, chết thật khó coi, ha ha, quả thật khó coi. Đạo Đức Chân Quân, Thái Thượng Lão Quân trước giờ đều cao cao tại thượng, bây giờ đã biến thành trò cười. Ông đã làm được gì? Thậm chí Nguyên Thủy Thiên Tôn còn bỏ đi, chẳng thèm để ý đến ông. Vào thời điểm quan trọng, ông đã có một pha quay xe hoàn hảo. Những kẻ mở mồm ra nói đạo lý thường đều như vậy. Có thể xem được màn này thật tốt, chúng ta bị như này cũng vẫn có thể cười đau ruột. Tam Thanh gì chứ? Ha ha. Lúc này ở ven Đại Hắc Hà xuất hiện một chiếc gương. Từ cái gương này xuất hiện một đôi chân. Từ đôi chân xuất hiện ra một người, đó là Tôn Ngộ Không. Ngộ Không nói, thành công rồi, ta lại trở về nhân gian, cơ thể mới, dường như không khác biệt gì lắm. Lần nữa có thể hít thở bầu không khí này thật tốt, còn tưởng rằng không còn cơ hội nữa, không ngờ lại có thể quay lại. Ngay lúc này Cửu Tuyền từ âm giới nói vọng ra, Tôn Ngộ Không, âm giới có quy định của âm giới, ta lần này phá lệ cho ngươi quay lại. Bất kể ngươi có thành công ngăn cản được Nguyên Thủy Thiên Tôn kia hay không thì cũng vậy, thời gian đến, cơ thể bằng xương bằng thịt của ngươi sẽ biến mất, trở lại âm giới. Ngộ Không nói, Cửu Tuyền tỷ tỷ nói nhiều quá, mau nói cho ta biết, sư phụ của ta đang ở đâu đi. Cửu Tuyền nói, sư phụ ngươi đang ở kỳ điểm, họ đang bảo vệ ngọn lửa vừa được nhóm lên. Ngươi xem ra phải nhanh chân nhập bọn, ngươi từng đến kỳ điểm chắc không còn lạ gì nữa. Ngộ Không nói, muốn xuyên qua đám xương dày thật không dễ. Cửu Tuyền nói, yên tâm đi, rồi cô đưa cho Ngộ Không một chiếc vòng rồi nói, ta sẽ duy trì liên lạc với ngươi, cái vòng này sẽ chỉ đường cho ngươi. Sau khi đến kỳ điểm, nhiệm vụ của ngươi chỉ có một, đó là chiến đấu. Đấu chiến thắng Phật Tôn Ngộ Không, đây chắc là sở trường của ngươi, ta sẽ làm khán giả theo dõi, đi đi. Ngộ Không đứng trên đỉnh núi giơ bàn tay ra nói, người anh em, nếu ta đã trở lại rồi thì ngươi cũng đừng lười biếng nữa. Ngay lúc này trên tay Ngộ Không, một đoàn kim cô xuất hiện, chúng bắt đầu ghép từng mảnh, hóa trở lại bản thể của Như Ý Kim Cô Bổng. Ngộ Không cất kim cô bổng đi rồi nói, Cửu Tuyền Nhất Tiếu này là một người bí ẩn, xem ra luôn để ý đến chuyện ở chốn nhân gian, cô ta để cho ta trùng sinh chỉ vì ngăn cản Nguyên Thủy Thiên Tôn thôi sao? Thôi kệ, trước hết đi gặp sư phụ đã, họ chắc đang chiến đấu cực khổ. Rồi nó nhảy lên trên không, nói, đừng sợ, sư phụ, con đến đây. Về phía cuộc chiến, ám ảnh ma kiếm của ám ảnh thiên đế xuất hiện vô cùng vô tận, mưa kiếm liên tục bay tới tấn công xà thuẫn của Ngộ Tĩnh. Phía sau, Đường Tam Tạng đang tìm điểm yếu, ông nói, đấm thường đối với tên này hình như là chẳng có tác dụng gì cả, đánh gần ngược lại sẽ tốn sức, đánh xa thì sát nhân kiếm khống chế. Ngộ Tĩnh, con có thấy điểm yếu của hắn không? Ngộ Tĩnh nói, hắn là ám hồn, phong ấn chi quyền của sư phụ có thể kìm hãm. Đường Tam Tạng nói, phong ấn chi quyền đánh quá chậm, đối với hắn nếu không thể một kích chí mạng thì đánh cũng như không, trừ phi hắn lộ ra sơ hở. Ngay lúc này xà thuẫn của Ngộ Tĩnh đã bắt đầu nứt ra. Ám ảnh thiên đế thấy thế được đà, mưa kiếm lại trở lên mạnh hơn. Ông ta nói, nhìn bổn đế xẻo từng khúc của ngươi như thế nào đi. Ngộ Tĩnh nói, sư phụ, cát trôi nhanh quá, con sắp hết mana rồi, con sẽ không thể làm khiêng chắn nữa. Ngay lúc nguy cấp, phía sau Đường Tam Tạng có tiếng nói, này rầu quá hả, để ta đi đối phó hắn. Đường Tam Tạng phát hiện phía sau có người, ông quay lại thì thấy đó là Ngao Tuyết. Ngao Tuyết nói tiếp, nếu nắm đấm của ông không xài được, thế thì để lôi điện của ta thử sức vậy. Đường Tam Tạng nói, Ngao Tuyết. Ngao Tuyết nói, hú hồn chỉ mén chưa, vào thời khắc quan trọng như thế này, người đáng tin tưởng nhất từ đầu đến cuối. Vừa nói tới đây, Đường Tam Tạng bịt miệng Ngao Tuyết lại nói, cẩn thận, tên đợt này đâu ngẩng cao quá ăn kiếm bây giờ. Nhìn bộ dạng của ngươi chắc đã đến từ lâu rồi, đợi đến lúc này mới xuất hiện, thời gian qua ngươi đi đâu,